Chào các bạn. Hôm nay mình cực kỳ vinh dự khi mà trước mặt mình đây là hai siêu phẩm flagship mới nhất của Samsung. Đây là Samsung Galaxy S9 cộng và đây là Samsung Galaxy Note 9 vừa mới ra mắt, vẫn còn nóng hổi ở đây. Và hôm nay thì mình sẽ làm bài speed test giữa hai chiếc máy này. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cả hai máy đều kết nối cùng một mạng Wi-Fi là Wi-Fi YouTube và đồng thời không có bất kỳ một ứng dụng chạy ngầm nào, để cho kết quả được công bằng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tắt nguồn hai thiết bị đi. Một thủ tục rất quen thuộc. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói qua về cấu hình của hai chiếc máy này. Hai chiếc máy này thì có rất là nhiều điểm chung. Và điểm chung đầu tiên đó là con chip. Cả hai máy đều sở hữu con chip Exynos 9810 cùng với 6GB. Phiên bản Galaxy Note 9 của mình ở đây là có 6GB, còn sẽ có một phiên bản cao cấp hơn có 8GB. Đồng thời thì cả hai chiếc máy này cũng đều có màn hình kích thước là cũng đều có màn hình với độ phân giải là QHD+. Tuy nhiên thì phiên bản hệ điều hành Android ở trên Galaxy S9 cộng là 8.0, còn trên Galaxy Note 9 là 8.1. Bây giờ thì mình sẽ mở hai máy lên. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu xem điểm AnTuTu trước. Ok, như các bạn có thể thấy thì mặc dù là chạy cùng một con chip nhưng mà có vẻ như là điểm AnTuTu ở trên S9 cộng lại cao hơn một chút. Cả hai máy cũng đều có chip GPU là Mali G72 và điểm GPU cũng không chênh nhau là bao nhiêu. Tuy nhiên là đây chỉ là con số thôi, chúng ta sẽ test thực tế để kiểm tra. Đầu tiên là những ứng dụng cơ bản nhất, bản đồ nè. Cả hai máy đều load rất nhanh, đương nhiên rồi, đây là một ứng dụng rất cơ bản. Tiếp theo là Chrome. Gần như là bằng nhau. Tiếp theo là YouTube. Có vẻ như là S9 cộng load YouTube nhanh hơn một chút rồi. Còn load video thì cả hai máy đều rất là nhanh. Tiếp theo là Facebook. Cả hai máy đều lên cùng lúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những game mà mình đã tải ở đây. Xin lỗi các bạn một chút là mình tải hơi ít game bởi vì thời gian khá là gấp gáp. Subway Surfer. Thật ra thì con chip trên những chiếc máy flagship như thế này thì gần như là thừa so với cái yêu cầu sử dụng của chúng ta. Có vẻ như là S9 cộng đã lên trước một chút xíu thôi. Tiếp theo chúng ta có Zombie Tsunami. Lên cùng lúc rồi. Tiếp theo là Dumbway 2. Như vậy là cả hai máy đều lên rồi. Máy lên cùng một lúc rồi. Chúng ta sẽ thoát Dumbway 2 ra. Tiếp theo là những game nặng hơn thô hơn một chút, đó là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Đầu tiên là Liên Quân. S9 cộng cho cái cảm giác là mình ấn vào chậm hơn một chút, nhưng thực ra là do cái tốc độ mở ứng dụng của nó không nhanh bằng trên Note 9. Nhìn màn hình loát thì có vẻ là cả hai máy đều đang ngang ngang nhau. Và mình nghĩ là kết quả cũng sẽ ngang ngang nhau thôi. Bởi vì là cả hai máy này... như vậy là Galaxy Note 9, chiếc máy mới có của chúng ta đã tải Liên Quân Mobile trước Galaxy S9 cộng rồi. Thế là đàn em hơn đàn anh rồi. Này, em hơn anh là nhà có phúc. Tiếp theo là PUBG Mobile nào. Đây là một game khá là nặng, có dung lượng trên 1GB. Đây là những game xứng đáng thì các bạn có thể chơi trên những chiếc flagship như thế này đây. Những chiếc flagship sử dụng con chip mới nhất của hãng này, có dung lượng RAM cực kỳ lớn, đồng thời là đồ họa rất là đẹp. Như vậy là S9 cộng lại chiến thắng trong PUBG Mobile rồi. Có vẻ như kết quả rất là ngang bằng nhau. Khi mà có hai game nặng thì cả hai máy đều chia đều nhau, mỗi người thắng một cái. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu test đa nhiệm. Để mà chúng ta test đa nhiệm được công bằng nhất thì mình sẽ test ngược trở lại, bắt đầu với PUBG Mobile. Các bạn lưu ý là cả hai máy đều sở hữu dung lượng RAM là 6GB. Và đương nhiên rồi, vừa mới mở thì chắc chắn là không thể mất được. PUBG Mobile vẫn còn. Tiếp theo là Liên Quân Mobile. Vẫn còn. Dumbway to Die 2 vẫn còn. Zombie Tsunami. Cả hai vẫn còn. 6GB RAM trên hai chiếc máy này thật sự rất bá đạo. Subway Surfer vẫn còn, cả hai máy đều vẫn còn. Facebook vẫn còn, liệu có còn cả không. YouTube vẫn còn.
Chrome vẫn còn, bản đồ vẫn tiếp tục còn. Vâng, chúng ta chỉ còn đúng một ứng dụng nữa thôi là AnTuTu Benchmark này, vẫn còn. Vâng, các bạn có thể thấy là khả năng đa nhiệm kinh khủng tuyệt đỉnh của cả hai chiếc máy flagship này, khi mà với 6GB thì chúng ta mở 10 ứng dụng cùng lúc. Mình nhấn mạnh lại là 10 ứng dụng cùng một lúc thì cả hai máy đều không phải lót lại bất kỳ một ứng dụng nào. Vâng, thực sự rất đáng để mua khi mà một hãng điện thoại có thị phần lớn nhất thế giới như là Samsung sản xuất ra những chiếc điện thoại cao cấp nhất của họ thì họ phải sản xuất ra những cái mà làm chúng ta bất ngờ như thế này chứ, đúng không? Và kết quả thì các bạn có thể thấy rồi. Thì về hiệu năng thì có vẻ như là khá là cân bằng, khi mà ở một số game nặng thì cả hai máy đều khá là tương đương. Ở PUBG Mobile thì Note 9 đã thắng, còn ở Liên Quân Mobile thì S9 cộng đã thắng. Những ứng dụng cơ bản thì chúng ta không nói làm gì, những chiếc máy bình thường cũng có thể lắp được. Và về đa nhiệm thì cả hai chiếc máy này đều đã thể hiện mình khi mà cả 10 ứng dụng mở ra ở đây và không ứng dụng nào phải đắp lại. Mình chưa từng làm một bài speed test nào mà có kết quả tuyệt vời như thế này. Vâng, đúng là những chiếc máy mà chúng ta hoàn toàn không tiếc tiền để bỏ ra. Hiện tại thì Samsung Galaxy S9 Plus tại Hoàng Hà Mobile chỉ có giá là 18.890.000 đồng, chưa đến 20 triệu đồng. Còn Samsung Galaxy Note 9 thì hiện tại chúng ta đang có chương trình đặt hàng tại Hoàng Hà Mobile với phần quà lên đến 12 triệu đồng. Còn nếu các bạn không lấy quà thì các bạn cũng có thể liên lạc với 1900 2091 để được hỗ trợ nhập lại quà với giá tốt nhé. Bây giờ thì video đã kết thúc rồi, và nếu các bạn muốn bọn mình làm thêm những video speed test nữa thì đừng ngại ngần mà hãy comment bên dưới cho bọn mình biết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.